Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đến với bạn đoạn video tiếp theo cũng nói về cái tinh thần khởi nghiệp. Nói về tinh thần khởi nghiệp, một cái câu hỏi đặt ra là người khởi nghiệp thường mắc những cái sai lầm nào? Người khởi nghiệp thường mắc những sai lầm nào? Các bạn nào mà có dịp xem một loạt những cái video livestream của mình thì các bạn cũng sẽ nhận ra được là có vô vàn những cái sai lầm mà người khởi nghiệp mắc phải. Tuy nhiên chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ bạn đoạn video tiếp theo nói về cái tinh thần khởi nghiệp tiếp. Vậy thì mình hay nhận những cái câu hỏi là vậy có những cái lưu ý nào, những cái sai lầm nào dành cho người khởi nghiệp mà chia sẻ với các bạn không? Thì thực sự mà bạn nào đã xem những đoạn livestream của mình, mình vừa rồi mình có nói 10 cái sai lầm, 10 phần luôn, 10 buổi livestream luôn, 10 buổi livestream nói về những cái sai lầm trong khởi nghiệp. Thì các bạn cũng sẽ biết rồi, ở đây những năm tháng qua mình gặp nhiều nhất những cái câu hỏi nó liên quan tới cái gì? Nó liên quan tới cái hai điều sai lầm mà người khởi nghiệp mắc nhiều nhất. Đó là gì ạ? Thứ nhất, đó là họ dành quá nhiều thời gian để gì ạ? Để suy nghĩ về tiền. Em không có tiền để khởi nghiệp. Tức là họ mất rất là nhiều thời gian cho cái việc mà nói rằng là em không có tiền để khởi nghiệp. Tức là họ cứ băn khoăn ra khởi nghiệp. Cái bước đầu tiên là họ cứ nghĩ là tiền đâu để khởi nghiệp. Đó là cái sai lầm mắc phải thứ nhất. Cái sai lầm mắc phải thứ hai là họ dùng quá nhiều thời gian để gì ạ? Để lo sợ về đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh, suy nghĩ về đối thủ cạnh tranh, cứ nói là thị trường cạnh tranh lắm, cái đó đã có người này làm rồi, người A, người B, người C làm rồi. Họ mất rất nhiều mà họ quên rằng họ cần phải tập trung vào gì ạ? Vào việc gì ạ? Một cái câu hỏi đặt ra là họ đã học để biết cách làm kinh doanh chưa? Hay là cứ nghĩ là có tiền thì mới ra khởi nghiệp. Họ đã học để biết cách làm kinh doanh chưa? Họ có những cái kiến thức kinh doanh chưa? Những kỹ năng trong kinh doanh chưa? Họ không có tập trung vào biến cái idea, biến cái suy nghĩ của mình để nó tạo ra sản phẩm của mình, nó có cái gì đó đặc biệt, nó có cái dịch vụ gì đó đặc biệt hay không. Họ không có dành thời gian để gì ạ? Để suy nghĩ làm sao để khách hàng mua hàng của mình, khách hàng của mình là ai, và làm sao để chúng ta bán được cho họ. Họ không có dành thời gian để làm sao để suy nghĩ ra được là làm sao để gì ạ? Để khách hàng họ vui vẻ, họ đưa tiền cho mình, họ happy. Họ không có dành thời gian cho những việc đó. Và họ cũng có dành thời gian để suy nghĩ về cái điều mà mình có cái gì đặc biệt mà người khác không có, cái điều gì mà mình làm được mà người khác không có làm được. Họ cứ mãi lo là không có tiền, rồi thậm chí có người mới có cái suy nghĩ chưa đâu tới đâu hết, đã lo đi tìm nhà đầu tư. Mà các bạn biết nhà đầu tư thì họ cũng khôn ngoan lắm, họ tự nhiên họ đâu có, đã là họ đó họ đã có tiền mà họ đã là nhà đầu tư thực thụ rồi mà, thì họ đã giỏi, họ đã từng trải rồi, tự nhiên họ không có bao giờ đưa tiền cho những người mà kiến thức thì trống rỗng, sản phẩm thì chưa ra ngô ra khoai, cái cách làm sao để sản phẩm đặc biệt thì không biết, không bao giờ họ đưa tiền cho những cái người nó như vậy hết. Bạn phải cần dành thời gian để tạo ra cho bạn là một con người đặc biệt, cái cá nhân của bạn là một con người rất là đặc biệt, là một người mà có cái tố chất, có một cái tinh thần của một người khởi nghiệp. Tức là cái cá nhân, cái nội lực của bạn ngon thì lúc đó bạn Bạn không kêu gọi nhà đầu tư họ cũng tìm đến bạn, bởi vì họ biết rằng là khi đưa tiền cho bạn thì nó hiệu quả, khi đưa tiền cho bạn thì nó sẽ ra rất là nhiều tiền. Vậy một cái câu hỏi tiếp theo nữa, vậy thì người khởi nghiệp nên bắt đầu như thế nào? Cái câu hỏi này đúng không? Người khởi nghiệp bắt đầu thì như thế nào? Cái người khởi nghiệp á, nó có một cái, nó mắc một cái thú vị một cái là những gì á bạn nghĩ ra được là bạn cứ suốt ngày là bạn nói là cái sản phẩm của mình nó ok, cái idea của mình ok, cái idea của mình nó rất là đúng. Mình cũng đã từng bị như vậy, tại mình ra từ khởi nghiệp từ rất là sớm, rất bảo thủ theo cái suy nghĩ của mình. Và bạn nên nhớ là cái điều cũng có thể là cái điều mình suy nghĩ nó là ok, nhưng mà chưa chắc là cái điều đó là cái điều mà mình cần làm khi khởi nghiệp. Chưa chắc cái điều của mình nghĩ là khách hàng họ cần, chưa chắc đó. Vậy thì người khởi nghiệp cần gì? Các bạn cần phải học hỏi từ những người chuyên gia, học hỏi từ những người đã thành công đi trước. Nhiều người ra khởi nghiệp cũng học hỏi chứ không phải không học hỏi đâu, mà bạn học hỏi từ ai à? Bạn hãy hỏi từ những người bạn của mình. Và thực sự những cái người bạn của mình, thậm chí có những người chưa bao giờ ra khởi nghiệp, hỏi từ ai à? Họ hỏi từ những người họ cũng giỏi, nhưng mà họ giỏi về chuyên môn ở một lĩnh vực nào đó thôi. Họ tức là họ hỏi, và tức là nôm na là họ gặp ai họ cũng hỏi. Ở đây là bạn phải hỏi từ những người chuyên gia, những người họ rất là xuất sắc, những người họ có những cái kiến thức, những cái công thức, những cái quy trình, những cái bước đi họ đã từng trải. Các bạn hiểu chưa? Và họ tạo ra những cái thành quả rất là khác biệt. Bạn phải đi tìm hiểu đó, không phải gặp ai cũng hỏi. Cái này là một cái điểm mà mắc phải. Và chính cái người chuyên gia đó họ sẽ giúp cho bạn là tập trung vào cái điều gì, cần tìm hiểu về điều gì, cần khoét sâu vào cái điều gì, và làm sao để bạn bắt đầu được. Và bạn cũng nên hiểu khởi nghiệp nó giống như một cái nghề vậy đó. Khởi nghiệp nó giống như một cái nghề, giống như là bạn có một cái nghề lái xe thì bắt đầu là bạn cũng phải đi học, rồi bắt đầu mình về mình áp dụng và mình làm, rồi bắt đầu mình điều chỉnh. Mình lái xe rồi mình về lần rồi 5 tháng mình mới lái xe giỏi được. Khởi nghiệp nó cũng giống như gì ạ? Nó cũng giống như là bạn đi học một cái nghề kế toán, thì bản thân kinh doanh khởi nghiệp nó cũng là một cái nghề. Chứ không phải là cứ muốn ra khởi nghiệp là lao ra làm, mà không phải lao ra làm cho nó đúng, mà bạn cần phải đi học. Bạn cần phải đi học cái nghề đó để bạn phải biết cách làm cho nó đúng. Bạn hình dung ra điều này chưa? Bạn biết cách làm cho nó chuẩn, bạn biết cách làm sao cho nó đi đúng với quy trình. Để mình nói được những cái câu này á, thì thực sự các bạn, năm nay mình cũng đã 44 tuổi. Và mình ra mình khởi nghiệp á, hơn 20 năm trước. Và mình cũng đã trải qua những đầy những cái thất bại có, thành công có, những lúc bảo thủ có. Các bạn, cái thất bại lớn nhất là khi cái xương gỗ nó bán và mình ra ngoài nhà trọ nữa. Phải chứ hồi đó mình chịu học hành thêm, mình hiểu về cái mô hình của một doanh nghiệp sản xuất, là yếu tố tài chính, cái cấu trúc vốn về tài chính nó hoàn toàn khác một cái mô hình thương mại và một cái mô hình dịch vụ. Hồi đó phải chi mình học trước và mình biết trước thì mình không có bị thất bại đâu. Đôi khi là chúng ta cần phải có những cái sai lầm, cần phải có những cái té đau, thì chúng ta mới rút ra được những điều đúng đắn cho cái hành trình của mình. Tuy nhiên thời nay các bạn chúng ta không cần phải quá nhiều sai lầm, phải quá nhiều té đâu để chúng ta mới rút ra những cái điều đúng đắn đâu. Chúng ta không có cần nó như vậy đâu. Bởi vì sao? Bởi vì ngày nay những cái công thức, những cái quy trình đã được hệ thống hóa và đã được đưa ra hết rồi. Các bạn thấy không những sai lầm của anh, cái ví dụ mà chúng ta thấy nhất đó là của anh Đoàn Nguyên Đức, đúng không ạ? Chúng ta rất là yêu quý ảnh, không phải bàn cãi rồi. Nhưng mà các bạn thấy cái tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của chúng ta là hiện đại tại, các bạn thấy không ạ? Nó đang bị ảnh hưởng rất là nặng, nó đang bị vấn đề rất là nặng. Bởi vì anh Đức là như thế nào ạ? Ảnh là người không có nắm được cái cấu trúc tài chính, hoặc là cái công ty nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai đó các bạn. Nên chúng ta này vừa rồi là Thaco họ mua trái phiếu, xong vừa rồi là chuyển đổi thành gì ạ? Thành người sở hữu luôn. Trái phiếu có thời hạn đó, và qua thời hạn mà anh không thanh toán được thì nó sẽ chuyển đổi thành cái cổ phiếu. Tức là cái tinh thần anh rất là giỏi, mọi thứ rất là giỏi, chúng ta rất là ngưỡng mộ ảnh, không có gì bàn cãi hết. Tuy nhiên ảnh có những cái sai lầm mà nó dẫn đến các bạn làm, nó dẫn đến cái tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai một thời là các bạn thấy rất là mạnh mẽ, và bây giờ chúng ta cũng rất là nuối tiếc, bản thân mình cũng nuối tiếc. Hoặc là các bạn thấy một cái câu chuyện khác mà rất là đình đám, đó là vợ chồng của anh Vũ Trung Nguyên, họ đã cho chúng ta những cái bài học rất là tuyệt vời. Chúng ta không có phán xét ở đây các bạn. Cái sự trả giá của họ, cái sự mà họ gặp phải, vấn đề họ gặp phải, những cái sai lầm họ gặp phải, đó là bài học tuyệt vời cho những cái thế hệ doanh nhân sau này. Miễn là chúng ta chịu học thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ đi theo một cái mô hình vợ chồng theo cái kiểu của Trung Nguyên để gì ạ? Để cho tới một lúc nào đó công ty rất là lớn rồi mà chúng ta cần phải đấu với nhau, hai con hổ trong một tập đoàn, hai con hổ chính lại đấu với nhau. Bởi vì chúng ta sai lầm ngay từ thuở ban đầu, chúng ta hoạch định cái cấu trúc của công ty chúng ta nó không được vững. Ngày nay mấy cái điều đó nó có hết rồi, được hệ thống ra hết rồi. Vậy một câu hỏi tiếp theo, vậy thì những cái con người khởi nghiệp á, những cái người ra làm kinh doanh đó, những người khởi sự nghiệp đó, chúng ta cần những cái tinh thần nào, chúng ta cần cái tố chất nào? Ví dụ nó như vậy. Thứ nhất nè, là một con người đã khởi nghiệp họ phải có năng lượng rất là dồi dào. Cái người nào họ có năng lượng dồi dào, các bạn hiểu không? Cái người nào họ có năng lượng dồi dào là cái người đó nó rất là đã. Năng lượng dồi dào, phải có năng lượng dồi dào. Nhìn cái hình ảnh của một người khởi nghiệp đó là gì? Năng lượng tràn đầy. Bạn ra bạn khởi nghiệp mà bạn không có năng lượng, sức khỏe bạn không có, ôm tâm ôm teo, ok mà ngủ trễ, thức dậy thì không thức dậy nổi, cái con người nó không có cái nhựa sống, không có sức sống, thì làm sao mà chúng ta đủ sức khỏe đâu mà chúng ta ra khởi nghiệp? Cái năng lượng nó phải dồi dào. Cái thứ hai là cái con người khởi nghiệp là phải là con người rất là chăm chỉ các bạn. Chăm chỉ, siêng năng, chăm chỉ, siêng năng, chăm chỉ. Dù bạn ở cái mô hình nào, mô thức nào, bạn cũng phải rất là siêng năng chăm chỉ. Dù bạn chưa ra khởi nghiệp, bạn đang làm việc cho cái doanh nghiệp đó thì bạn cũng phải rất là chăm chỉ. Bạn xem cái công việc của cái doanh nghiệp đó nó như là cái công việc của mình. Mình gặp nhiều bạn nó rất là trớ trêu, họ muốn ra khởi nghiệp mà họ làm biến, họ làm ở công ty người ta họ nản, họ làm biến, thì chắc chắn là sau này họ về họ ra khởi nghiệp họ cũng là người làm biến thôi. Bạn phải nhiệt huyết, nhiệt tình, làm gì cũng phải nhiệt tình, nhiệt huyết trong công việc, vô cùng nhiệt tình. Bạn phải là gì? Là người dễ mến, là người đáng yêu. Mà nói là thật sự trong hơn 10 năm, năm nay năm thứ 11 đứng chia sẻ và gặp vô vàng những bạn khởi nghiệp, đứng chia sẻ về khởi nghiệp với các bạn. Thì có những bạn có sản phẩm tốt, mọi thứ tốt nhưng mà tính tình không có dễ mến gì hết. Đặc biệt là những bạn giỏi về chuyên môn, ok, giỏi về chuyên môn, họ suy nghĩ ra cái idea, cái sản phẩm rất là tuyệt vời nhưng mà họ không có dễ mến gì hết. Là cái thứ năm là bạn có một cái tinh thần khát khao mãnh liệt, vô cùng khát khao, khát khao cháy bỏng. Khởi nghiệp mà, sở hữu doanh nghiệp cho mình mà, sở hữu làm xây dựng cho mình một cái sự nghiệp mà, nên cái khát khao nó phải vô cùng cháy bỏng, các bạn hiểu chưa? Bởi vì xây dựng cho cả sự nghiệp, cho đời mình, rồi cho đời con cháu, rồi cho gia đình, rồi cho xã hội nữa. Cái tinh thần này nó phải vô cùng cháy bỏng các bạn. Nó phải cháy cái ngọn lửa các bạn. Và cái thứ sáu là bạn phải ở trong một cái môi trường học tập và trí tuệ. Cái người khởi nghiệp mà bạn không chịu học nè, bạn không ở trong một cái môi trường những cái người bạn, những người doanh nhân, những người thầy, ok mà những người đối thủ trí tuệ, thì chúng ta không thể ra khởi nghiệp được. Hoặc là chúng ta khởi nghiệp cái công ty chúng ta nó lùi xùi, chúng ta kiếm sống thôi. Cụ thể các bạn thấy ở gần chúng ta nhất, đất nước Singapore, các bạn biết đại học NUS, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Nhân dân là hai cái đại học mà nó nổi tiếng trên thế giới. Và rõ ràng Singapore họ có những cái doanh nghiệp và họ tạo ra những doanh nghiệp và những người khởi nghiệp rất là tuyệt vời, kinh tế họ phát triển ngay. Bên đó thì đất nước Malaysia, đúng không, kinh tế họ rất là phát triển và họ có những cái trường đại học rất là tuyệt vời. Thái Lan gần thôi chúng ta thấy họ có những trường đại học vượt trội hơn chúng ta, và rõ ràng kinh tế họ phát triển và họ có những người doanh nhân tuyệt vời. Cái công thức chung các bạn thấy không ạ? Những đất nước mà có môi trường học tập tuyệt vời, có các trường đại học tuyệt vời thì đất nước đó bắt đầu nó phát triển. Còn những nước hàng đầu trên thế giới thì các bạn thấy rồi, nước Mỹ thì bao nhiêu trường đại học đứng 1, 2, 3 nó nằm ở nước Mỹ, đất nước Anh, đất nước Pháp, đất nước Đức, những trường đại học vô cùng nổi tiếng. Hoặc là Israel là một cái đất nước các bạn thấy không ạ? Nhỏ bé nhưng mà như thế nào ạ? Họ có môi trường học tập và môi trường trí tuệ họ rất là tuyệt vời. Vậy thì ở Việt Nam chúng ta cũng không ngoài cái công thức đó. Bạn là người làm kinh doanh thì bằng cách nào đó bạn phải là người ham học hỏi, bạn phải là người ngày đêm tìm tòi, ngày đêm chịu lắng nghe, bạn phải tống trong một cái môi trường trí thức và trí tuệ thì bạn mới ra khởi nghiệp được. Bạn phải là người làm việc chăm chỉ, phải là người siêng năng. Và chưa hết, để trở thành một cái công ty mà nó trở nên vĩ đại, một cái công ty lớn, trước khi nó trở nên vĩ đại thì bạn phải ngày đêm xây dựng nó. Bạn để trở thành một người doanh nhân vĩ đại, ngày đêm bạn phải trau dồi nữa, nó không phải trong một thời điểm mà bạn phải trau dồi nó dài ra nữa. Hình dung ra điều này chưa? Bạn phải xây dựng ra được một cái team, một cái đội ngũ các bạn, một cái team. Bạn phải xây dựng ra được một cái team. Cái team đó là những cái con người rất là giỏi, tài năng, nhưng mà có những cái kỹ năng khác nhau để bổ sung cho nhau. Có rất là nhiều kỹ năng khác nhau để bổ sung cho nhau. Cái team này nó chung một giá trị, nó chung một tầm nhìn. Ok chưa? Nó có những kỹ năng khác nhau mà nó lại chung giá trị, chung tầm nhìn, chung sứ mệnh, chung những cái khát vọng để xây dựng nên một cái tập thể vĩ đại, một cái doanh nhân, một cái doanh nghiệp vĩ đại. Họ có những cái trải nghiệm cùng đi chung với nhau. Và một người có tinh thần khởi nghiệp là một người phải cởi mở, là phải biết lan truyền cái tinh thần khởi nghiệp ra khắp mọi miền đất nước của chúng ta, chứ không phải là khởi nghiệp về im lặng giấu một mình sợ người khác biết. Lan truyền cái tinh thần khởi nghiệp ra tất cả các tinh thần của chúng ta. Ngày hôm nay các bạn nhớ, ngày hôm nay ai cũng có cơ hội khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp hết, không bất kể ở vùng miền nào hết. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngày hôm nay internet nó phát triển. Ngày hôm nay bạn nói là bạn chỉ cần internet và bạn chỉ cần một cái điện thoại smartphone là bạn đã bắt đầu được rồi. Bạn có thể bắt đầu đi tìm hiểu, học hỏi chỉ trên cái điện thoại smartphone thôi, và lần kiến thức bạn tích lũy và bạn sẽ trở thành một cái người doanh nhân thành đạt. Chỉ cần internet, kết nối internet, và cái thứ hai là điện thoại smartphone là bạn đã bắt đầu được rồi. Và bạn nào đó đang nghe cái đoạn video này thì bạn hãy khát khao cái tinh thần khởi nghiệp đi. Cái gì không biết thì đi học thôi. Đất nước của chúng ta đang cần rất là nhiều người ra khởi nghiệp. Năm rồi mình được mời ra ở tỉnh Quảng Ngãi, và cái anh bí thư tỉnh Quảng Ngãi mình nhớ anh phát biểu, anh nói là tỉnh Quảng Ngãi đang rất cần nhiều bạn trẻ ra khởi nghiệp. Bởi vì sao ạ? Bởi vì rất cần tạo nhiều công ăn việc làm, bởi vì rất là nhiều người học ra trường không có công ăn việc làm, và rất cần những người doanh nhân khởi nghiệp đã tạo ra những công ăn việc làm rất là tuyệt vời. Cái anh bí thư tỉnh Quảng Ngãi anh phát biểu một cái câu rất là tuyệt vời. Thế giới của chúng ta đang cần hàng triệu nhiều hơn những người doanh nhân khởi nghiệp để đi giải quyết rất là nhiều vấn đề cho xã hội. Và chính vì yếu tố đó, hơn 10 năm qua Be Training và mình ngày đêm ươm mầm, ngày đêm lan tỏa cái tinh thần khởi nghiệp này ra khắp mọi nơi. Các bạn có thể lên trên YouTube, các bạn search cái bài là ươm mầm khát vọng để các bạn nghe cái bài hát của Be Training, để các bạn thấy được cái tinh thần khởi nghiệp nó mạnh mẽ nó như thế nào. Và chính vì yếu tố đó mà mình cũng tạo ra cái chương trình học livestream trên online về cái khởi sự doanh nghiệp 30 ngày 3 ngày miễn phí nha, hoàn toàn miễn phí. Khi các bạn nào xem cái livestream này thì các bạn hãy vào cái website hoặc là cái hotline của Be Training của chúng ta 0937 93 95 98, bạn add Zalo và bạn đăng ký để được học trên khắp mọi miền đất nước. Bạn add vào Zalo và được học livestream, bạn chỉ cần có điện thoại smartphone là các bạn đã học được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn video này. Mình sẽ gặp bạn sau. Bye bye các bạn.